Mỹ, bên Mỹ là gì nè? Không giống như cái nghĩa địa bên Việt Nam, là chỉ có là cái mua bia thôi chứ không có nắm mộ. Nhìn ở ngoài nhìn vô người không biết đó là cái nghĩa địa. Chôn ở đây cái địa ở đây chôn là tiền không, mất tiền. Chai bia này nó thủy tinh.
đường để đi xuống với đầu thau.
Đâu có quên hả? Như đường này phải không? Nhớ nhớ quen đường này nè. Mang ba đồ dưới hè thấy không? Hấp dẫn không? Như là mình không đúng rồi. Em xuống đây đi. Em lên người qua, em xuống đây có một lẻ đâu. Có, đem theo cũng mấy một mớ nè. Mấy đồng lận có bao nhiêu lận? Nhiều lận. Em xuống trước đây. Rồi, tại, tại. Đây. Trung tâm Apple. Đây là trung tâm của Apple Store, chỗ bán điện thoại Apple, đồng hồ Apple Watch, đủ loại về về thuộc Apple. Đây là Apple, đây là mới mua hai cái đồng hồ Watch, Apple Watch đây, hai cái. Quà. Rồi mua đồng hồ xong trên đường đi về nhà. Ăn không bố? Ừ. Đi ăn không? Ăn gì? Ăn bao bụng á? Ăn lẩu á? Lẩu lắm, lẩu Thái ở đây hả? Ừ. Thái đây chụp. Giờ này mấy giờ rồi? Giờ này... Mấy rồi? 3 giờ nó còn bấm rồi. Vậy hả?
10 năm, còn không biết tiếng Mỹ đó là sao.